Chào mừng bạn đến với buổi thiền ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi một hành trình đặc biệt thú vị để tìm về nguyên nhân của nỗi đau trên cơ thể vật lý hay một căn bệnh của bạn, hay đơn giản là biết bệnh ở trên cơ thể vật lý là biểu hiện của sự tắc nghẽn năng lượng. Luôn luôn là thế. Và sự tắc nghẽn của năng lượng có thể đến từ một hay nhiều trải nghiệm trong quá khứ, kiếp này hay kiếp khác, chiều kích này hay chiều kích khác. Nó cũng có thể đến từ một cảm xúc hay một điều gì đó mà tiềm thức của bạn đang mạnh mẽ tin vào, dù mặt ý thức của bạn đang không nhận ra điều đó. Hãy bắt đầu chọn cho mình một tư thế thật là thoải mái. Bạn có thể nằm hoặc ngồi dựa vào một cái gối. Bạn cũng có thể ngồi thiền nếu như bạn đã quen với điều đó. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng sống lưng của bạn luôn được thẳng. Trong suốt buổi thiền hay là ca thôi miên này, tất cả những gì mà tôi muốn đó là bạn hãy luôn ở trong vị trí quan sát, hay đơn giản là quan sát những trải nghiệm của mình từ bên ngoài, không phân tích, không phán xét, không yêu ghét. Và đặc biệt, bạn cũng sẽ không đồng hóa với bản thể, với những điều đang diễn ra. Hãy nhớ lấy điều ấy, vững vàng quan sát tất cả các trải nghiệm từ đôi mắt rộng lớn của vũ trụ này. Nào, bây giờ hãy để cho tâm trí của bạn được thả lỏng. Đừng phán xét, phân tích bất kỳ hình ảnh nào nổi lên, chỉ quan sát và nhận biết mà thôi. Đôi khi thông tin sẽ đến đơn giản như việc bạn biết rằng sáng nay bạn vừa ăn một chiếc bánh mì vậy. Đừng để cho suy nghĩ tin hay không tin cuốn lấy bạn, vì giây phút đó bạn sẽ bị tâm trí của mình lôi đi. Chỉ có bạn mới là người phán xét chính mình. Sẽ không ai có thể làm điều đó, bởi vì không ai có trải nghiệm giống bạn, không ai có cùng một trải nghiệm với bạn, và tôi cũng không thể. Trước hết, tôi muốn bạn nghĩ về ý định cho buổi thiền hay ca thôi miên chữa lành ngày hôm nay. Bạn đi tìm nguyên nhân cho điều gì? Hãy đặt một câu hỏi rõ ràng ở trong đầu. Và trong thi thiền này, trong ca thôi miên này, mỗi một ca, mỗi một thi thiền, chúng ta sẽ chỉ làm việc với duy nhất một căn bệnh ở trên cơ thể vật lý của bạn. Nào, hãy hít vào và thở ra thật là nhẹ nhàng. Hãy nghĩ về ý định của buổi hôm nay. Hãy đưa ra ý định với vũ trụ, một ý định vững chãi, rõ ràng, như thể Aladdin ra lệnh cho cây đèn thần. Hãy để cảm giác vững vàng, chắc chắn rằng câu trả lời sẽ đến ngay lúc này, được ngầm vào trong bạn. Hãy để cho niềm tin này rằng câu trả lời sẽ biểu hiện, ngấm vào da, vào thịt, vào từng tế bào của bạn, vào từng DNA. Hít vào, biết chắc câu trả lời đang đến. Thở ra, những niềm tin hạn chế
đang được đẩy ra khỏi cơ thể của bạn. Hít vào, vững vàng, thở ra, thải trượt. Bạn đang làm rất tốt. Nhịp thở của bạn đang dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn, sâu lắng hơn, tự nhiên hơn. Hãy đơn giản là thả lỏng, hoàn toàn thả lỏng, hoàn toàn dễ chịu. Và vào giờ phút này, tôi muốn bạn biết rằng hành trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ có sự hỗ trợ từ Higher Self của bạn và của tôi và nhóm thiên thần bảo hộ của chúng ta. Hành trình này là xuôi dòng, sẽ có sự dẫn dắt từ họ, từ những năng lượng cao và yêu thương nhất. Hít vào. Tôi muốn bạn tập trung vào khu vực trên cơ thể, nơi thường xuyên xuất hiện nỗi đau. Thở ra. Hãy cho năng lượng của nỗi đau, bệnh tật ở đây một màu sắc. Bất kỳ màu sắc nào hiện lên ngay lập tức trong đầu của bạn, hãy cho nó màu sắc đó. Đừng chần chừ, đừng phân vân. Có thể đó là xanh, đỏ, tím, vàng, nâu, đen, trắng. Nỗi đau ấy có màu gì? Bệnh tật ở đây có màu gì? Và khi bạn hít vào và thở ra, hãy nhìn sâu vào trong nỗi đau, nhìn sâu vào trong màu sắc ấy, nhưng không đồng hòa với nó. Nhìn thật là sâu, thật là sâu, cho đến khi nỗi đau không còn là nỗi đau. Màu sắc ở đó sẽ bắt đầu tản ra như ánh sáng thật mờ, thật mờ, tựa như một lớp sương, một lớp sương. Và nó bắt đầu mở ra một không gian. Hít vào và thở ra. Bạn chỉ đang quan sát. Không gian đang bắt đầu mở ra, mở rộng ra trước mặt của bạn. Nào, mọi thứ đang trở nên ngày càng rõ ràng. Năm, bốn, ba, hai và một. Ý thức của bạn đang chìm vào trong một không gian. Hãy đơn giản là quan sát không gian này như thế nào. Bạn có cảm thấy quen thuộc không? Đây là một không gian hẹp hay là rộng lớn? Hãy quan sát xem có một sự hiện hữu nào đang ở đó có liên kết với bạn không. Có thể là bạn đang hiện hữu
trong không gian ấy. Có thể sẽ hơi khắc bác bây giờ, đừng lo lắng về điều đó. Nếu như bạn hiện hữu ở đấy thì bạn đang trông như thế nào? Hay đơn giản là quan sát, để cho cuộn phim ngày hôm nay được chiếu lên. Bạn đơn giản là biết, đơn giản là cảm nhận. Chỉ quan sát, không đồng hóa, không phân tích, không nghĩ về sai đúng, để cuộn phim của tiềm thức được chiếu. Tìm về nguyên nhân, tìm về nguyên nhân, nguyên nhân, nguyên nhân, nguyên nhân. Tôi sẽ để cho bạn được thoải mái quan sát, xem bộ phim của mình. Hãy biết rằng luôn luôn có các thiên thần bảo hộ xung quanh bạn, và higher self của bạn, của chúng ta, đang ở đó với bạn trên hành trình này. Thank you.
bạn đang làm rất tốt. Và trước khi rời đi, tôi muốn bạn, cũng có thể là higher self bạn hay thiên thần bảo hộ của bạn, hãy nói cho chúng ta biết bài học mà bạn cần học thông qua trải nghiệm này là gì. Bạn cần nhận ra điều gì hay làm gì để có thể học nó từ gốc và để chuyển hóa nó từ gốc. Bạn đang làm rất tốt. Bây giờ hãy hít vào một hơi thật sâu và thở ra, và tôi sẽ đếm đến 5 và chúng ta sẽ quay trở lại cơ thể. Và khi tôi đếm đến 5, bạn sẽ quay lại và tiếp tục quan sát vị trí nơi có cơn đau của mình. Nào, 1, 2, 3, 4 và 5. Hãy quan sát màu sắc mà khi cơn đau được biểu hiện. Và bây giờ hãy đọc công bố này cùng mình. Bạn có thể đọc to ra hoặc đơn giản là nói thầm theo. Vào thời khắc này, thời điểm thiêng liêng này, tôi đã nhận ra bài học của mình. Tôi biết ơn trải nghiệm đó, và tôi đồng ý thay đổi nhận thức. Giờ khắc này, tôi đồng ý để giải phóng tất cả những tắc nghẽn về năng lượng được tạo nên từ trải nghiệm này. Tôi đồng ý để Reiki có thể hỗ trợ tôi chuyển hóa. Và tôi cũng ý thức được sự tự chuyển hóa từ mình. Tốt lắm. Và bây giờ tôi muốn bạn đơn giản là thả lỏng, cởi mở để đón nhận năng lượng Reiki đang đổ vào bạn từ lúc này. Và tôi bảo toàn năng lượng của tôi, bạn bảo toàn năng lượng của bạn. Chỉ có Reiki được trao truyền. Hãy cảm nhận Reiki đang được truyền vào trong cơ thể của bạn, vào trong khu vực có nỗi đau của bạn. Bạn có thể cảm nhận tự do. Bạn cũng có thể nhìn thấy hoặc đơn giản là biết màu sắc của cơn đau, màu sắc của bệnh tật, màu sắc của những tắc nghẽn đang phai nhạt
đi, phai nhạt đi. Và bạn hoàn toàn khỏe mạnh. Bạn biết rằng bạn mạnh khỏe hơn mỗi ngày. Đơn giản là biết. Bạn đã đi một hành trình dài ngày hôm nay. Và trước khi thoát ra, hãy cùng gửi lời biết ơn tới những năng lượng đã hỗ trợ chúng ta ngày hôm nay. Higher Self của bạn và của tôi, các thiên thần bảo hộ của chúng ta. Và cuối cùng, biết ơn bạn và tôi, biết ơn Reiki. Nếu như có bất kỳ trải nghiệm thú vị nào trong ngày hôm nay, hay bạn quan sát thấy sự thay đổi tích cực nào trên cơ thể của mình trong tương lai, đừng quên chia sẻ dưới bình luận. Đây cũng là cách mà bạn sẽ lan tỏa cho những người thực hành sau, thêm niềm tin cho họ. Thật là tuyệt vời. Tôi yêu bạn. Cảm ơn.